Chào mừng quý nhà đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay mình sẽ làm review thực tế cho anh em về hai cái chai xịt bóng BU của hãng Bossini, một thương hiệu đến từ Anh Quốc sản xuất tại Thái Lan. Thì Bossini hôm trước mình có video trước á, mình có xịt thử cho anh em trên cánh cửa rồi đó. Chút xíu mình sẽ quay lại cho anh em xem về cái xịt đó ha. Thì cái dòng phủ bóng BU dành cho gỗ này nó có hai dòng. Một dòng là bóng, một dòng là bóng mờ. Nên á, cái dòng mà 1900 nè, nó là dạng bóng. Nha. Còn một dạng bóng mờ nữa là 1911. 1911 nha, bóng mờ. Mờ nghĩa là anh em xịt vô á thì nó sẽ mờ dần ha. Nó sẽ gần như nó không có bóng bẫy giống như cái thằng này. Nhưng mà cái dòng này anh xịt vô thì cái màu gỗ nó không phải là mờ rồi nó che màu gỗ, không phải nha. Chúng ta màu gỗ vẫn tươi như bình thường nhưng mà nó sẽ không có bóng. Thì công dụng của máy này là rút vô gỗ anh em ha, chống thấm này nọ, nói chung là rất là nhiều cái ứng dụng ở trong đây nha. Ví dụ như nó rút vào gỗ thì nó giúp cho gỗ nó không có bị thấm này nọ anh em ha. Đó thì nó sẽ có hai dòng. Ok, mấy dòng này là trong suốt hết nha. Đó, bóng hai dòng, đồng giá luôn là 135.000 chai hết. 135.000 chai. Ok ha. Cái dòng này size lớn nha, này tới 600cc. Cả hai dòng đều là 600cc, nó chỉ có hai cái mã thôi. Một cái mã là bóng và một cái mã bóng mờ nè nha, dạng bóng dạng mờ đó. Ok, bây giờ mình sẽ đi quay video là cho anh em đến cánh cửa bữa hỏi mình xịt chai 1900 này bóng như nào. Em chờ chút nha. Đây anh em thấy không, bóng bảy luôn nè. Đó là xịt cái chai 1900 nè, là bóng nè anh em. Còn cái lúc mà chưa xịt nó dưới đây nè, đây lúc chưa xịt là nó như thế này nè, không có bóng vậy, nó mờ, nó xuống như nè. Cái cửa này rất là lâu rồi ha, cửa này rất là lâu rồi, thì khi nào mà cửa mà nó xuống thì anh em sẽ xịt lại đây nè. Đó, cửa còn nguyên nè, chưa có xịt nè. Đó vậy ha, anh em thấy gỗ nè. Đó, máy này thì mình phải chà này nó sạch sẽ mình xịt ha. Còn ở đây thì đã xịt loại bóng rồi nè. Cái chai này là mã 1900 nè, cái này hả mình xịt cũng chưa đều tay lắm ha. Ở nhà nào anh em có những cái tủ gỗ nào đó cần phủ bóng BU thì có thể mua nè. Thì cái chai này đang bóng là 1900, đó là cái chai này đây nha, đó là cái chai này đây nè. Rồi bây giờ mình sẽ test qua ở dưới đây đi, ở dưới chỗ này đi ha, chỗ này cho xuống đi nè, chỗ này cho xuống là mình test qua cái chai bóng mờ ha cho anh em coi ha. Đây mình sẽ test cái chai này là 1911. Mình sẽ dùng cái súng này, cái súng này bên cửa hàng mình bán là 45.000 một cái nha. Súng này nè, mình có súng này mình bóp nó đều tay lắm anh em ha. Chỉnh cho cái bao vòi nó ngay cái vòi ha. Đó, cái vòi thẳng như nè. Anh em sẽ chỉnh cái vòi cho nó ngay lại rồi mình sẽ sơn thôi. Đó, rồi. Thì mình sẽ phùng ở đây nha. Để giữ khoảng cách vừa ha. Đừng có sát quá là nó chảy á. Ồ, gió quá ta. Rồi anh em coi nha. Một lớp à, lớp 2 nè. Mới xịt nó như vậy đó ha. Nó sẽ bóng gì đó, từ từ một lát nó sẽ rút lại. Đó, nè thấy không? Cái mùi của những cái chai mà của thương hiệu này anh em nó dịu lắm chứ không phải khó chịu như cái BU mà anh em hóa chất anh em mua ngoài đâu nha. Cái Bossini này thương hiệu của Anh Quốc thì nó làm cũng an toàn lắm nha, mùi rất là dễ chịu luôn. Đó. Những em nào mà nó xài quen ta nhìn ta nghe cái mùi ta cảm nhận ta biết ha. Rồi bây giờ thì nó như vậy đó, giờ mình sẽ cho nó rút là thử coi nó như thế nào, cái màu gỗ như thế nào nha. Anh em chờ một chút, mình mới sơn thì không thể nào nó khô lẹ được, dùng cái máy khò ha cho nó mau làm video cho mình coi mà. Còn cái nó cái màu nó rút lại như thế nào. Còn nó khác với cái chai bóng ở trên như thế nào không? À, ở trên nó bóng nè.
test luôn á, hai cái màu cho anh em coi. Nghĩa là nó sẽ rút lại, nó sẽ không có nổi như là ở trên, nhưng mà nó vẫn thể hiện cái màu gỗ ở đây ha. Thì anh em có thể mình so sánh được lúc mà nó chưa có phun và lúc mà nó đã phun rồi. Đó, nó rút lại anh em. Nó rút lại đó. À, em thấy nè. Nó màu đi nè, thấy không? Đây. Đó. Đợi chút. Rồi, thấy rõ rồi đó. Mình mới thò sơ qua thôi. Ở đoạn giữa là nó rốt rút rồi nè. Còn bên này. Tất nhiên là nó đẹp hơn rất là nhiều so với cái bảng bên dưới. Nè, nhìn bảng bên dưới, bảng trên nè, thấy chưa? Bảng bên dưới là chưa phủ nè, đây nè. Bảng trên là đã phủ rồi nè. Thì tùy theo cái nhu cầu của anh em ta, mình cần một cái dạng bóng mờ hay là một cái dạng bóng gì đó thì mình có thể mình liên hệ mình mua. Rồi, đẹp rồi đó. Rồi, sự khác biệt ha, nè trên đây nè, em thấy bóng bảy không? Đây rất là bóng bảy ha, đó, rất là bóng bảy, là cái chai mã 1900 nè, là dạng bóng ha, xuống này là bóng mờ đây, ha, là như này nó không có bóng bảy ha, này má nó không bóng bảy thì nó mờ, nó vậy nó hiển thị cái vân gỗ lên, đó, còn ở dưới nè, ở dưới là không có phủ gì nè, nó như thế này đây. Ha, còn cái này hồi nãy là mình chưa phủ, anh em thấy nó cũ lắm, nó xỉ màu lắm. Giờ phủ xong rồi thì nó sẽ mới lên, làm cái nước gỗ chúng ta nó mới nước gỗ lên ha. Đó. Đối với cái gỗ mà chúng ta chịu nắng nè, chịu nắng ở cửa sổ ngoài đó anh em, chịu nắng chịu mưa gì đó thì anh em nên phun cái này ha, phun cái này để nó chống thấm rồi nó chịu được cái nhiệt độ ha. Đó thì cứ sau 5 hay 5 gì đó, nếu mà nó có xuống thì chúng ta lại phun vô thôi nha. Đây quay cận cảnh nè, này là bóng mờ nha, sự khác biệt của bóng nè, gỗ đây ha. À, này chưa khô lắm đó, chưa khô lắm á, nó rút rồi đó, này mình sẽ thấy được ha. Đây, còn ở trên nó là bóng như thế này đây. À, thì tùy theo cái nhu cầu chúng ta thôi, anh em muốn nhận bóng nào thì mình liên hệ. Đó, bóng trên là cái chai cái này đây, Bossini 1900 135k, còn ở dưới bóng màu bên dưới là cái chai này 1911 đây, 1911 đây, ok ha. Đó, cũng 135k luôn. Cái súng này anh em mua riêng là 45.000 nha anh em, 45.000. Mình có súng này mình bóp có điều tay như lắm. Rồi ok nha, anh em như là mua thì liên hệ, số điện thoại dưới được mua hàng, giá tại cửa hàng chưa bao gồm ship nha. Một lần cảm ơn em, xin chào và hẹn gặp lại.